Hey, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video của sinh viên EDX. Mình là Phùng Thị Thu Phương, sinh viên khóa 2 lớp FP của Đại học EDX. Và trong video này, buổi số 9 môn nguyên lý kế toán, thì mình vẫn được giao nhiệm vụ chính là hoàn thành cái bài tập về nhà. Thì đây là cái bài tập mình đã hoàn thành xong rồi. Nó có 4 nhiệm vụ, đó là làm cái bảng cân đối kế toán này, định khoản hạch toán các giao dịch phát sinh, lập bảng cân đối phát sinh và bảng cân đối kế toán. Thêm vào đó thì bọn mình có đưa ra thêm một nhiệm vụ nữa, đó chính là sẽ phải nêu lên ý nghĩa của cái định khoản hạch toán trong các giao dịch phát sinh. Có nghĩa là mình lập được đây rồi, thế thì những cái dòng như thế này nó có ý nghĩa như thế nào? Đấy, thì bây giờ mình sẽ phát biểu từng câu để cho các bạn cùng theo dõi nha. Thì đầu tiên đó là cái phần công cụ dụng cụ, nó nợ 45.000, có nghĩa là cái tài sản, cái giá trị tài sản về công cụ dụng cụ trong cái công ty này nó tăng lên giá trị là 45.000, đồng thời tiền mặt sẽ giảm đi, có nghĩa là giảm đi 45.000. Theo đó chính là tiền nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu nó cũng nằm trong phần tài sản, nó nợ 71.500, có nghĩa là cái giá trị nguyên vật liệu nó có thêm, tổng là 71.500. Thế tiền gửi ngân hàng giảm đi là có 35.750 đồng, và tiền nợ phải trả, cụ thể là phải trả cho người bán, tăng lên 35.750 đồng. Tiếp theo chính là hàng mua đi đường tăng lên 2.500 và tiền mặt giảm đi 2.500. Tiếp theo đó chính là cái tiền xây dựng cơ bản dở dang, nó tăng lên 100.000 và nợ phải trả, cụ thể là phải trả lương cho nhân viên, tăng lên 100.000. Và giao dịch cuối cùng đó chính là tiền gửi ngân hàng giảm đi 52.000 và phải trả cho người bán cũng giảm 52.000. Thế thì cái phần nợ có này có ý nghĩa như nào? Đó là những cái phần về tài sản, ví dụ như công cụ dụng cụ, tiền mặt nguyên vật liệu các kiểu. Đây, nói chung là nó ở bên phần tài sản. Thì khi mà cái giá trị của những cái phần tài sản này tăng, đồng nghĩa với việc phát sinh của nó là nợ. Còn tài sản mà giảm thì phát sinh là có. Ngược lại với phần tài sản, nó chính là phần nguồn vốn, bao gồm 3 cái yếu tố ở đây. Đấy, khi mà nguồn vốn, cái giá trị của nó tăng lên thì nó là có, còn giảm xuống nó là nợ. Có nghĩa là hai cái này nó luôn luôn ngược nhau, và nó tạo ra cái sự cân bằng về nợ có. Đấy, có nghĩa là nợ bao nhiêu thì có bấy nhiêu để nó cân bằng các cái giao dịch phát sinh. Đó, ví dụ như đây là một hai cái này là một cái phần giao dịch, một cái nhiệm vụ, một cái nguyên, một cái yếu tố, một cái sự giao dịch, thì cái sự nợ có, các cái phát sinh giao dịch nợ có sẽ luôn cân bằng. Đấy, đây, ok. Chậm. Đấy thì vừa rồi thì mình cũng đã trình bày cho các bạn về cái phần các cái ý kiến, các cái ý nghĩa của cái bảng định khoản hạch toán trong các giao dịch phát sinh. Đấy, và video của mình thì sẽ xin được kết thúc tại đây, và cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.